Rượu tưng gà bẻ cho vừa. Ê, rồi gãy của Liêm ơi. Biết ông Nhí bị cảm cho nên bồi dưỡng nè. Bồi dưỡng mấy anh em rồi bồi dưỡng cho ông Nhí đó. Bồi dưỡng ông Nhí là chính đó. Bữa nay để ông Nhí thịt gà cầu nha. Vô giọng là nó đá văng cái cục cảm ra ngoài. Lâu lâu có anh Hà với ông Tấn qua. Đèn đó con. Đây nè. À, tại lấy rượu thuốc ra. Đấy, rượu thuốc này là rượu kêu bằng 7749 rồi đó ông Tấn. Tèo mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Tèo Vlog nha. Cho thầy chúc cả nhà mình một ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Thì hôm nay thì Úc Tấn. Chào cả nhà nha. Tấn Vinh hai. Thì phụ Tèo cát đang vô chán thêm cái nền chuồng bò cả nhà. Tại vì chuồng bò giờ quá. Bữa nay được sự hỗ trợ của nhóm Hai Chiến Miền Tây. Cái đường này thì hổm gài nước ngập quá cả nhà, nên Tèo tấn nè. Nước chỗ Tèo hổm gài dậy dữ lắm, tấn vậy mà nó còn tràn nữa đó, tràn nó hơi ướt. Ở phía này cả nhà nó kêu bằng cục sình hết trơn. Nên bữa nay thì nhờ nhóm Hai Chiến Miền Tây và Phụng Tây chán phía này, chán vòng lên này luôn cho nó cao, dài lên đó luôn đó. Tại vì tàu lóc này nó hơi cao, cái tấm bò văng nước á, cái nó chả cho về bên đây nè, cái nó hơi dơ, nên giờ mình làm cao lên cho nước tự chả cho về. Ở phía này thì chuẩn bị mình sổ cái đá bự ra cái nhà, mình đầm cái chỗ này nó hơi bị lún rồi, sắp đều ra mình đầm xuống. Sao mình sắp điều anh đầm á, khỏi nhện rồi lấy cây mình nện nện xuống này. Cũng nhờ nhóm Hai Chiến Miền Tây qua phụng tay cho nó nhanh nha. Tại vì tranh thủ á, mình chán đây tới chiều, tới chiều là tèo tắm bò nữa này, nhỏ nó bảy ngày. Tới chiều cái là nó gáo rồi, mình dội nó không có bị kêu bằng, nó không có bị nó không bị trôi nữa. Sách rồi cầm lên cái cho vô đây cục đi Tấn. Rồi vậy đó. Trong này chỗ này nó hơi mềm rồi. Chỗ đầm nơi đi đó. Đầm bằng cái đầm thấy cái đầm thạch chạy cơm. Làm còn đó nhỏ không? Để thêm còn cái... còn bên kia nhiều lắm. Nó nhỏ. Lấy ra nhỏ mình đổ vô. Luôn à, cứ nghe gãi đại lên đi. Cho tấm đa nhỏ lên cái này. Chỗ đó là phải đá nhiều mới được, cho nó sập. Đẩy ống nước luôn à? Ờ, lắp ống nước luôn, lắp cho nó cứng. Nó có đó lên cái nó sập luôn ha. Ừ. Cái này mình cho cao mà ha. Cho có độ cao mình ấy, nước nó không có chả chả lợi, nó qua bên kia luôn. Rồi ở phía sau này thì ba chị em đang chuẩn bị làm cơm. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay thì hai nhà mua phụ Tây Tèo làm tiếp chén chở chùm bò cả nhà. Rồi được hai chồng Tây Tèo mà lo dùng làm bữa cơm luôn. Cơm luôn. Thì em ăn cơm cho nó vui. Thì mình có mần một con gà này ha. Thì mua một ít rau. Thì gà này thì hôm nay mình sẽ nấu gà hầm tiêu. Thì mình có mua được mớ tiêu xanh nè, với ngò, với bông bí, mớt ha. Với mình hầm thì mình để nấm đông cô, củ cây đỏ. Đây là nè, này là gì đây ta?
nấm kim chi. Nấm kim chi, cái củ hành tây ha, với ít bún nè. Rau thì có rau thập tàng nè, cái này thì rau má. Mình mua thêm một miếng khô nè, khô của cái gúng ha. Thì chút xíu nữa mình sẽ chiên giấm đường. Bây giờ mình sẽ sắc mỏng ra, mình rửa qua nước lạnh cái mình luộc lại ha, cho nó bớt cái độ mặn của nó. Bữa nay em cũng bị cảm á chị Nguyệt, cho ăn cái món này chắc giải cảm luôn á. biết Út Nhí bị cảm cho nên bồi dưỡng nè, bồi dưỡng mấy anh em rồi bồi dưỡng cho Út Nhí đó, bồi dưỡng Út Nhí là chính đó. Bữa nay bữa nay đợi Út Nhí thịt gà cầu nha, vô giọng là nó đá văng cái cục cảm ra ngoài. Hy vọng vậy nha. Gà vườn, ăn rau vườn nữa ha, là nó mát rồi nó hết cảm luôn đó. Thấy không, chị mua khô à, không có xương luôn đó. Ừ, thấy không, để nó có ốc thôi. Thì thấy ngon quá ha. Con gà cửa nó dài đó nha. Gà cầu thì mình nấu, nói chung mình nấu mấy món này thì nó ngon. Chút xíu nữa là đi bẻ dừa vô là nấu đặc biệt nước dừa luôn ha. Nấu lẩu mà, nấu cái gì có nước dừa vô là ngon à. Nó ngọt, kiểu bằng nó ngọt tự nhiên đó. Cái đó mình đập dập dập ra ha. Dập ra để vô ăn trúng cái hột tiêu cái nó ngon. Hột tiêu nó thơm, nó thơm với lại nó hơi cay chút thôi chứ nó không có cay giống như cái tiêu đen. Tại này cũng là tiêu già, tiêu non hết chứ ha. Chứ đâu phải tiêu kia ha. Tiêu kia thì nó để nó tới luôn. Tới là nó đủ độ cay ha. Bữa nay ăn gà vườn của tiêu tèo nha. thử coi gà của em bằng gà của hai chiếc miền Tây không. Lúc trước mua khô này về nè, em hay sắc cục bự em sợ nó gã, mà cô chú comment nói là khô này nó hơi mặn á, mình sắc mỏng mỏng chút đặng cho nó ra chất mặn không bị gã. Bữa nay sắc hơi mỏng chút nè, đặng hồi nữa mình sên giấm đường nó thấm ngọt với chua cho nó bớt cái mặn á. Ăn khô mặn mà quất thêm cái nồi lẩu nữa chắc cũng hết nồi lẩu luôn á chị Nguyệt. Nay ăn là về là khỏe luôn. Giờ trộn trước mẻ mình làm khúc chứ trước cả nhà. Tính ra là đổ cát ra. Nó thấp quá cái tới đây nó ứ nè cả nhà. Chứ ngày kèo làm cho nó cao luôn, nó tọt ở ngoài luôn. Ba đống cát, đống xi măng nó chắc đủ rồi ha. Hả? Làm mấy cái này thì phải cần anh em hỗ trợ cả nhà. Đá xương này không hả? Đá xương này không? Ấy đá xương khúc đó được rồi. Khúc cái này không cần đá đâu, tại khúc này nếu mình để đá nữa nó cao lắm, cán không được. Xong rồi trộn đều ra. Ra thì phía hàng đó thì đổ thêm đá. Tại hàng đó phải làm cho thiệt cao cả nhà. Cao nó mới lụm hai cục đá bự ra bỏ đi tính. Tự tấn rồi đó, đã có tấn rồi. Có cái ống nước kia mình nãy rồi, chảo nước luôn. Rồi, tính cầm tay luôn hả? Tay có lẽ. Dân miền Tây thì có gì làm đó. Nói chung thì tay chân thì của mấy anh em thì săn bắt với lao động tối ngày đó nha. Nó chai sành, cái chút mấy này thấy cũng cũng thấy bình thường không tính. Không có đau. Bây giờ tiếp tục trộn xong mình cán luôn đó nha. Cán xong bằng cái tèo có chuẩn bị cái dĩ á, tại cái chỗ này nó hơi mềm nè. Mình thấy cái dĩ mình cho nó chịu lại. Lót cái dĩ ra thôi. Lót cái dĩ sắt ra. Nói dĩ sắt cho nó sang chứ. Dĩ gì chì. Rồi, lớp mỏng mỏng được anh. Cái ta lót dĩ là cái này. Lót dĩ lên mình hát chắc được thi. Cái khúc này anh phả cho nó lót đá được rồi. Chứ không cần dày đâu, tại mình còn một lớp nữa. Nay cái tèo thì mấy cái công việc này cũng làm được nha. Cái tèo muốn còn thợ cứng thôi. Thợ giặt tay. Cầm tay, cầm tay. Xi măng này hút bằng tay. Tâm. Rồi anh ôm cái sắt đây anh gác ngang giùm đi. Chặn ngay đó luôn ha. Chặn ngang. Dương cục đá này quá.
không 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 anh chặn lên lên hồ luôn á. Chặn cho lên hồ luôn. Vậy nè, để mình để giữ cái thềm lại. Lấy cái dĩ khác mình gác vô. Cái nàng khoai này ngoài này thì nữa tèo làm sao cả nhà, cho nên không cần làm ngoài đó nhiều đâu. Dĩ sắt đó, thấy vậy chứ có cái dĩ này cũng đỡ lắm cả nhà, nó gánh cũng đỡ lắm. Rồi lên xin ông, lên hồ đi. Coi chừng cái căn lèn tí nha. Cái này chúng trên hai cái khối còn ăn luôn. Kêu như đầy đủ lên tôi đẹp ha, thợ chính thợ phụ. Chính thợ phụ. Cái đó phục đất hả? Đó. Cái này thì mình cũng kéo dương xương thôi cái nhà, chứ không cần làm láng, tại vì phía này mình dội nước hoài làm láng nó sợ nó bị đóng gông nó trơn á. Này đâu thua thợ chánh đâu ta. Gà cũng độc quá nè, nó vừa vừa được rồi, không cần láng đâu. Là nó có cái độ ấy. Có cái độ còn mình cái bay mình làm nó lắng lại. Bay làm láng dữ lắm. Còn phía đó thì ốc cứng trộn thêm một mẻ nữa, ăn cán cái khúc đó luôn. Ốc cứng với anh hai thì cũng làm cũng sắp xong rồi. Chà đi xương. Làm cho nó có đường nước chảy nè. Vướt vướt vậy đó hả? Chảy xuống. Sao ngộ tính anh cái gì anh làm không được chứ, mà nói chung làm hồ này sao anh làm không được. Ngộ vậy đó. Để bữa nào cố gắng tập cái gì, cố gắng tập làm luôn. Ừ? Học cho hoàn hảo luôn. Cái gì cũng biết, chỉ là hồ chứ biết. Anh rút cái xác cho nó trôi ra luôn đi, nên cho nó bằng mà đó luôn, không cần chặn đây đâu. Nó xéo luôn á. Kệ cho nó trôi vậy đó, cho nó có cái dốc. Chứ mình chặn cái nữa nó có cái khớp. Làm đại cho chỗ đó nè, nó hơi có cái độ xéo đi. Cái người trong nghề thì dễ lắm cái nha, làm dễ. Tèo đưa mấy cái này hồi thật trà tèo quết hồi tùm lum tùm la chứ. Em cũng đâu biết đâu. Dạ. Em rút chơi. Cái này có anh hai thì làm được. Anh hai thì nói chung thì cũng giống ba, mấy cái này làm được. Cái gì chứ xài chuồng bò đồ hay lắm à. Bác Bảy hồi đó làm chuồng bò cho anh nè. Bác Bảy làm chuồng bò cho anh nè. Mấy này anh đâu biết làm đâu. Thì cái gì mình không biết mình xây cái này kia trước đi. Nói mình xây nhà sao. Làm cái gì nhỏ nhặt chứ hả. Ba tèo xây chuồng bò thì xây cái máng thẳng lắm đó nha. Chứ già đằng kia thẳng gan luôn. Thầy chắc chắn. Vậy là tập nữa rồi ha. Rồi vậy là ok rồi đó. Xéo rồi đó. Rồi phần này thì xong. Cho gà đi vô. Cái này hồi đuổi gà ra hết rồi đóng cửa lại thì nó không có vô. Để anh đuổi vô à. Rồi xong rồi. Cô cưng gà bẻ cho vừa. Ê rồi gãy của Liêm ơi. Gãy của Liêm luôn rồi. Giật xịt nước luôn rồi. Cha lủng cái trong luôn rồi. Rồi bể luôn rồi. Hả? Non hả? Không không vừa đó nạo đó. Tại vì mình giật cái của Liêm mạnh quá cái nó vô cái gáo luôn. Còn nước không? Còn nước nhiều không? Còn nhiều lắm. Hả? Nhiều à? Cái này có hai trái với mấy đủ. Để em bẻ em sửa này. Ê. Nó bẻ rồi, bẻ lại cái quầy kế cái nha. Quầy kế là quầy chị. Còn là nãy bẻ lộn quầy em. Khéo tướng ơi. Khéo ạ. Dựng. Đứng xa cả nha. Trời ghê quá. Rồi, chúc mừng trái à. Lấy cây cu li mình mổ lên được không? Khỏi lòi xuống. Mổ nó lủng. Yeah. Cái trái kia nó bể nó xịt hết nước luôn cả nhà. Đây là quay này. Chảy ra hết luôn. Ủng, ủng trái dừa. Trái này ngon. Dừa này. Cái dừa này là dừa ăn nè, còn nãy mình bẻ lộn về em. Rồi, vô. Ở đây đi, tỏi cho nó vàng ha. Gà thì chặt thịt vừa ăn rồi nè. Mình bỏ vô xào. Gà thì mình xào cho nó xanh nè. Để gia vị vô ha. Mình cho đường phèn nè, với bột ngọt đó, nêm. Ở đây thì tiêu nè. Tiêu mình có đâm ra cho nó bể rồi nè. Tiêu xanh đó. Mình để vô luôn. Mình tắm vô con gà luôn.
giờ mình xào cho nó thấm hết gia vị vô con gà đó, để nước dừa vô. Này hai trái dừa chắc ngập anh. Hả? Hai trái luôn. Hai trái dừa to khổng lồ. Vừa này cái gì là nước nó chắc ngập lắm ha. Wow, dừa ngập luôn. Gà ở phía này chị Hai chiên khô. Khô này nãy mình có luộc qua nước rồi cả nhà, để cho nó bớt mặn. Rồi giờ mình chiên giòn lại nha. Ở phía này thì cây rau của Hai chiến mình tay nha. Làm cái dưa rau nhìn cái là thấy ngon cái này. Hôm nay rước thợ trang trí qua kênh Tư Tèo Vlog. Em thấy chị Nguyệt mua bông bí này em phái rồi đó, trang trí. Bông bí trang trí đẹp ha, mà nó vừa đẹp mới ăn ngon nữa. Bông bí này ăn thì nó giòn nó ngọt. Ở đây thì có nấm đông cô nha, nãy mình có ngâm rồi nè, rồi mình vắt nước ra cho sạch rồi đó. Rồi cho nó khô ha, mình ướp thêm một miếng tỏi phi nữa cho nó thơm. Mình sẽ để vô gà luôn. Mình chiên cho nó vàng vậy là được rồi nè cả nhà. Xong mình gấp ra ha. Ở đây thì mình có sên miếng giấm đường ha. Khô mình chiên rồi nè, mình để vô. Mình ngào lại cho nó mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt. Dạ, lên màu vàng ngon rồi nè. Vậy chứ ăn cơm là ngày màu bén. Bây giờ gà cũng gần được rồi nè, mình sẽ để vô củ cải đỏ nha. Vô. Củ cải đỏ mềm là ăn được rồi. Bây giờ cuối cùng thì mình để hành tây vô. Xong bây giờ mình múc ra dẫn cơm ăn. Nhà trong cầu thịt quá trời luôn cả nhà. Thịt quá trời. Cho thêm một ít hành lá nè. Ở đây thì có mồi rí nè. Tỏi sấy nè. Rồi bữa cơm thì gia đình Tèo cũng đã chuẩn bị xong. Tèo mời cả nhà ăn nhé. Cùng đại gia đình Tèo nha. Rồi mời nhóm Hai Chiến miền Tây nhà mời mẹ. Rồi mời cả nhà ăn cùng Nguyệt luôn nha. Dạ. Bên này cái lẩu, cái này gì quên, hàu gà hầm, gà hầm hầm tiêu xanh à, gà hầm tiêu xanh quên nó cái lẩu rồi. Cái miếng khô rồi đó anh ơi, lâu lâu ăn gà hầm này ngon á. Lâu lâu Tư Tèo mời qua đây ăn gà gúng. Hầm tiêu cả nhà. Mời cả nhà ăn khô cá gúng với gia đình nha. Rồi mời cả nhà ăn bún với gia đình Tư Tèo luôn nha. Mời cả nhà ăn bún hầm tiêu với gia đình của Tư Tèo nha. Hầm tiêu. Rồi mời cả nhà ăn bún với gà hầm tiêu nha, nước dừa. Bữa nay là nồi này là đặc biệt nấu nước dừa không? Nấu vào vô ha. Lấy con sao con cho ăn cho không? Nấu rồi. Quên hai bé rồi nè. Cho con gái. Ăn cái nè. Chén đây cho ngồi. Ơi. Đây mẹ chan cho. Mời cô chú anh chị ăn bún với gà hầm tiêu với gia đình Tư Tèo nha. Nồi nhìn hấp dẫn nè. Nè con. Ăn nấm không mày, ghê giấc nấm cho. Ngon quá chị Nguyệt. Ừ. Ngon nhiều nha. Thợ okay. Nấu vậy mà. Một dí với con cánh ngon nấu. Ăn nhiều nha. Với anh Hai chị Hai. Anh Nhi cái hai ông tâm lệnh này ở mình luôn. Trời ơi, nó nhỏ. Chồng lo quá à. Nó nhỏ thì nghe ăn nhiều rồi thấy ốm. Này khô của dạ Tư Tèo chiên nè. Mời cả nhà ăn khô chiên giấm đường nha. Khô này. Gà cò quá nha. Gà cò. Gà chấm cò. Nó ăn tiêu không? Những Út Tuấn ăn nhiều nhiều đi nha. Đúng bình thường quay không à. Không được ăn đâu. Ăn chúng hột tiêu xanh cả nhà nó thơm, nó cay. Nó bùi bùi. Gà nè, để vô cho cả nhà. Gà này chắc nó lâu quá Tư Tèo. Gà này chấm cò rồi. Chấm cò cái cửa nó dài luôn á. Cái này nó mềm đó, mềm thân nó. Dạ. Chứ mềm như gà to thì nó mới mềm. Gà này thì nó hai con cả nhà, hai con nó dành máy quá trời, đều tiễn con.
Nhưng mà gà nuôi lâu lâu cho nó dai ăn mới ngon ha. Nó con gà trống mà cái nuôi sao mà tầm đá được á. Đá được là mình ăn được. Từ 8 tháng trở lên là mình ăn ngon. Thịt nó dẻ. Con nấu á ha, là con gà già con nấu nó mới ngon. Dạ. Chứ con gà mềm con nấu chưa có thấm rồi nó mềm rồi. Gà tơ mình nấu cháo ngon. Gà còn nấu này thì gà hơi cứng cứng chút nấu mới ngon. Ăn cái món này là sức mà ngon. Tại lúc nào nói là lẩu gà đá mà. Lẩu gà đá là gà dai. Ăn miếng dao. Được mời cả nhà ăn miếng dao nha. Rau má này cũng ngon. Rau má này ngon, ăn nhẫn nhẫn. Cái nước nước lẩu với nước dừa với nước thịt gà da nó ngọt ha. Ăn bánh bí. Cái mùi tiêu ăn gì mà có nước dừa vô là ngon à. Có cá. Cá biển á. Hai bé ăn nhiều nhiều vô đi, đi học. Cá biển còn nước dừa thì còn vừa ăn nữa. Cá chém đâu, ấy nhiều. Nó vừa ngon mà nó có cái mùi thơm. Mùi thơm nữa. Bún với cơm nhóc là tính. Ngon lắm mẹ. Ăn làm chén nữa quá. Một sáng anh em phụ có một chút mà ăn quá trời nhà. Trời ơi có gì đâu. Vậy vui con. Chứ ăn mà nên cũng buồn. Ăn đông vui vậy hả? Dưới quê vậy đó cả nhà. Thì anh em có qua phụ giúp gì đó thì phải ăn bữa cơm này kia. À, qua bên anh thì là phụ đi rồi ăn gì đi rồi mốt anh có phụ gì anh qua anh trả công lại. Có làm gì đó anh qua anh phụ cái trả công lại. Anh trả là anh trả công lại anh đừng đòi gà gà trống làm tiêu nha. Bà còn có con gà trống bánh con gà trống. Thích nhưng mà nói anh nói trước nha, phụ đó. Làm gì với phụ đồng hồ là anh thua nha. Mèo làm gì cũng được hết, chạy làm hồ. Chạy làm hồ á? À? Chạy. Hồ anh không biết làm. Nói á. Làm như không thích thì không muốn làm. Dính quá. Bữa nào đi học làm thợ hồ luôn đi. Quá trời thịt luôn. Chắc học quá, phải học phải làm. Cho nó đủ luôn. Hai bé bữa nay có Út Nhí với Dựng Út cái tắt đài phát thanh luôn rồi. Không, tại vì cái ý trời mưa ngon quá tập trung ăn phải không? Á trời mưa kìa. Mưa nắng mà mưa. Mưa mây. Ví dụ có một cục mây cũng mưa. Không chút thôi. Cũng mưa gạo nữa. Còn giữ bún đây nè. Dạ dạ, nó còn. Em bỏ rau vô em. Em bỏ rau vô. Ăn đi con còn để giữ bún nè. Ngoài trời hiện tại đang mưa nha. Cảm thấy mình ăn mưa. Tại nghe ông Nhí nó sức mồ hôi kìa, mưa trong mát. Ăn cái này chắc hết bệnh luôn á. Thì nói rồi, nó gà giống cò ăn cái giống nhiều vô là nó đá văng con bệnh ở ngoài ha. Ăn quá ăn nhiều quá. Ăn nóng không bé, cái nước súp nó ngon. Nãy giờ cũng hơi thiếu sót cả nhà. Lâu lâu có anh Hà dốc tính qua. Đây mình có cho. Đây nè. Con bút à, tại lấy rượu thuốc kìa. Đấy, rượu thuốc này là rượu kêu bằng 7749 rồi đó tức. Tôi không biết. Phải không? 7749 hay là kêu bằng 9981 á. Này là 9981. Sâm núi. Rồi này là ông bố bà khen hả? Uống thử rồi mời ông Nhí khen không nha. 9981 rồi. Đây mùi gắt quá ha. Đây mùi. Cái này là nó rượu thuốc á, rượu thuốc. Cái màu nó trong gắt luôn ha. Để em tèo tèo lại. Giống bia không? Nhìn giống bia không? Trong gắt. Vô. Ba anh em vô đi. Rồi vô đi. Rồi mời cả nhà dùng ly rượu với Út Tấn luôn nha. Mời cô chú anh chị uống chén ly rượu gia đình Tư Tèo nha. Này rượu thuốc rằng mình uống chủ yếu là dưỡng gì dưỡng giảm gân giảm cốt. Uống chắc không có khen nổi quá. Sao vậy? Bà chắc không khen nổi uống này chắc ngủ sớm. Rồi mời cả nhà nha. Có ăn gì nữa nữa gấp chưa? Sao không? Rượu nhà tê tê uống sao? Rượu này mạnh quá. Mạnh quá anh ta. Cái này nó rắc rắc đó. Cái này còn chưa à, có không phải pha mới được. Cái này không pha luôn à. Nó mạnh nè. Cái này là chạy tới gần là nó giãn ra chưa? Giãn ra giãn cốt chưa? Như là rượu mạnh xong rồi cái cây nó ra. Cái cây này nó thơm ha. Mình uống nó có cái hột thơm như là như kêu bằng gì như thuốc bắc vậy đó. Sâm đó, sâm núi đó. Ăn lẩu vô chữa trái đi. Cay quá. <đúng.
không nó cũng dễ uống á tính dễ. Nó mình uống vô cái nó có cái hậu như ngọt ngọt thơm thơm, có hậu đúng không, mà tại nó mạnh á. Bữa nay có gà nấu lẩu rồi ăn quên chào cả nhà luôn. Thôi cả nhà tha thứ nha, chào cả nhà trễ muộn. Chào cả nhà nha, mời cả nhà dùng cơm luôn. Bữa nay quên cả nhà, quên thiệt. Giờ mới nhớ chật ra, bây giờ nhớ chật. Cả nhà thông cảm. Mẹ mẹ quên chào nhưng mà ăn thì mẹ không có quên là không mời cả nhà. Mẹ cũng mời rồi. Thôi này chắc mình làm ly nữa đi rồi ăn cho nó ngon. Dúng cơm, dúng cơm đi. Thôi ăn cơm. Chị ly đầu nó chưa có quen. Nãy nhà ăn rồi. Ly sau là nó quen đó. Nó quen là xỉn luôn đó. Ông nghe chị hai thử miếng không? Cho dễ ngủ. Anh từ từ làm một ly nữa ha. Làm cái nữa đi. Cái nữa đi. Mình chắc chưa mà có ba ly dễ ngủ. Rồi, mời cả nhà nha. Cái rượu này thì cũng dễ nuốt lắm cả nhà. Rồi đó, dễ ngủ rồi đó. Uống hai ly rượu hả? Ngồi mới về Út Tính có làm clip được không? Đây là nằm cầm điện thoại bấm rồi ngủ giấc. Làm clip dễ ngủ lắm. Nó sẽ đòn tận rồi. Nghe mấy bài nhạc quê hương hết đấy. Nghe cái là ngủ. Rồi đó cái bạch xuống luôn. Làm clip mà cầm điện thoại hai tay không à, trận ngủ quên. Anh làm mà thường thường anh nằm á. Anh làm dễ làm hơn ngồi. Nhưng mà làm nằm thì dễ buồn ngủ lắm. Bây giờ làm không dám nằm nữa, ngồi không à. Ngồi không? Làm cái cảnh đồng quê rồi dạo bản nhạc lên. Dạ, quê hương á. Dễ buồn ngủ á. Dễ buồn ngủ chứ. Mắt nhìn cảnh mà cái tai nghe bài quê hương á. Im ái. Ồ thịt còn nhóc trơn á, ăn đi. Dạ. Tốt rồi hồi chứ. Nấm này cũng ngon á. Nấm này ngọt nè. Hôm nay thì vui quá cả nhà ơi, thì cũng được nhóm hai chí miền Tây hỗ trợ để làm cái nền chuồng bò. Thì trước tiên thì cho Tèo gửi là cảm ơn tới nhóm hai chí miền Tây. Thì cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video. Thì rất mong cả nhà thì luôn ủng hộ cả hai kênh hai chí miền Tây với Tư Tèo Quế Lóc. Thì bây giờ video của Tèo cũng đã dài, thì Tèo xin kết thúc video tại đây. Hẹn cô chú anh chị clip tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.